số báo danh. Vương Cường xin được gọi tên thí sinh Đỗ Mỹ Linh. Mang số danh 145. Chết không anh? Bành sát đó. Em xin phép anh em đi. Cái gì đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Nếu không ở đây anh nổ em cũng chết. Trời ơi. Đừng là mấy ngày. Thì một tuần lễ là mấy ngày? Tuần lễ 10 ngày. Đúng không? Đúng. Nói lại cái nữa ơi. Tuần lễ là mấy ngày? Một tuần 7 ngày. Tuần lễ là 10 ngày. Ok. Không như bò. Ok. Hoàn cảnh của em cũng khổ lắm. Em sẽ kể cho anh nghe. Kể đi em. Nhưng em mượn âm nhạc được không anh? Hay quá em ơi. Kể đi. Nhạc. Em ở đâu? Mày nhìn thằng kia mà học hỏi kìa, xuống bơi đi. Cả nó không biết bơi mà kêu tao bơi hoài. Không biết bơi thì tập bơi, tập hoài mà cũng có biết bơi đâu. Mày nhìn kia kìa, nó nhỏ mày mà nó bơi ứng không? Nước gì đâu lạnh ngắt à. Xuống bơi đi, nhìn lên. Trời ơi, nước gì đâu có mùi đâu mà không thơm gì đâu nha. Vậy mày muốn nước cái hồ bơi nó làm sao? Nước có phải ấm ấm ngọt ngọt mới tập bơi được. Phù hồ bao năm nay làm thợ chính. Mặc sóng gió bốn ba ta vẫn luôn yêu đời. Bao năm lạc trôi giữa nơi chỉ có. Americano.